Vâng, xin chào toàn thể các bác và anh em đã trở lại với kênh Trần Hưng Audio. Xin chúc các bác và anh em xem video thật nhiều sức khỏe và bình an. Thì ngay em sẽ chia sẻ cho bác và anh em là cách khắc phục cái chiết áp của dòng vàng D6 các bác nhé, hay là những cái dòng vàng EM, hay là tất cả các dòng vàng bãi có cái chiết áp như này. Đấy, đôi khi các bác và anh em muốn quay lên thì nó chả lên, nó cứ tụt xuống, hoặc là quay xuống nó chả xuống, nó cứ lửng la lửng lơ. Đấy thì nó bị lỗi cái chiết áp này, thì em sẽ hướng dẫn cho các bác và anh em cách khắc phục. Thì ngày hôm nay em nhận lại cái con vang đấy, nhận con vang của bác Hồ Trung Thành ở thành phố Cà Mau. Thì bác gửi con vang này ra nhờ em chỉnh lại với nhờ em khắc phục lại cái chiết áp này. Thì ngày hôm nay em sẽ làm một cái video chia sẻ cho bác và anh em là cách khắc phục cái chiết áp này để cho nó quay lên nó sẽ lên và xuống nó sẽ xuống, rất đơn giản các bác nhé. Thì những cái chiết áp này nó nằm ở những cái dòng vang từ D3 đến D7 ấy, đấy, D6 hoặc là những cái dòng vang M, hay là tất cả các dòng vang mà nó có chiết áp như này các bác nhé. Thì bây giờ các bác và anh em chỉ cần lấy cái tua vít hai cạnh, các bác và anh em nảy cái lẫy này lên này, đấy, nảy cái lẫy này lên. Bây giờ em sẽ làm cho các bác và anh em xem nhé. Đấy. Đấy thì bây giờ các bác và anh em dùng cái tô vít hai cạnh để các bác và anh em lật hai cái lẫy này lên. Đấy, lật hai cái lẫy này lên. Đấy. Đây em đã lật sẵn rồi nhá, để em làm cái video cho nó nhanh nhất. Đấy, rồi các bác và anh em lật xong như thế này rồi, nhìn cái chân này nó đứng lên nha các bác nhá. Các bác và anh em lậy nó ra, lậy cái này ra. Đấy, lậy nó ra. Đấy, khi lậy ra thì nó sẽ có một cái vòng đồng ở trong này các bác này, vòng đồng. Thì các bác và anh em dùng M7 các bác nhá. Dùng M7. Đấy, xong các bác và anh em xịt vào cái rẻ như này. Đấy. Rồi các bác và anh em sẽ lau sạch những cái dầu mỡ hay là bụi bẩn nó bám ở trên cái những cái lá đồng này các bác này, lau sạch đi. Đấy, lau sạch cái phần này đi các bác nhé. Đấy. Và ở bên trong cái chiết áp này nó sẽ có những cái chân lá đồng như này các bác này. Rồi các bác và anh em cầm cái nhíp hoặc là những cái gì đầu nhọn để các bác mình lách vào đây, rồi các bác nhằm nâng cái mũi nó lên, nâng cái mũi lên, bẻ quạt một số một tí để khi mà cái đầu lá đồng này, các bác này, đầu lá đồng này thì dùng lâu bụi bẩn nó sẽ dắt vào những cái kẽ này đó, hoặc là nó bị kẹt xuống thì nó sẽ không tiếp xúc tốt. Thì các bác mình em nâng ba cái lá đồng này lên, đấy, nâng ba lá đồng này lên các bác nhá, nâng lên, nâng các bác và anh em bẻ để cho làm sao cái mũ của nó ấy, cái mũ của nó được nổi lên, để khi nó nổi lên rồi thì nó sẽ tiếp xúc tốt vào những cái lá đồng ở đây các bác nhé. Đấy, tiếp xúc tốt vào cái lá đồng ở đây. Đấy. Đấy thì khi các bác và anh em nâng lên rồi thì các bác và anh em dùng một cái giấy giáp mịn đấy, hay là một cái đầu rũa gì đấy, cái đầu rũa chẳng hạn, đây em dùng cái đầu rũa nhé, em vẩy qua một tí đây, để cho nó loại bỏ tất cả những cái bụi bẩn hay là những cái mỡ cũ đấy, mỡ cũ mà nó bị khô rồi á, nó bám vào cái đầu này thì nó sẽ cũng không gây tiếp xúc tốt được. Thì các bác và anh em có thể là dùng cái đầu rũ hay là cái mảnh giấy giáp mịn, các bác và anh em cạo đi để cho nó tiếp xúc tốt. Đấy, khi các bác và anh em đã vệ sinh xong cái chân đồng này, ba chân đồng, bên này là hai chân, bên này là một chân rồi các bác nhé, xong các bác và anh em lại đút giả như cũ, rồi các bác và anh em sẽ quặp lại cái bốn cái chân này của nó là xong. Đấy, hoặc là các bác và anh em muốn cái chiết áp của mình nó nảy hơn thì các bác và anh em có thể là gảy thêm cái u đồng ở dưới này lên này, đấy, gảy thêm lên một tí các bác nhé, để cho nó có cái độ tách. Đấy, bây giờ mình sẽ đóng vào là xong thôi. Đấy, cái này thì rất đơn giản, rất nhiều các bác và anh em dùng những cái dòng vang M hay tất cả các dòng vang D hay là những cái dòng vang mà nó có chiết áp như này, nhiều khi các bác và anh em bị lỗi là tăng lên thì nó cứ đi xuống, và tăng xuống nó lại cứ lửng la lửng lơ, lúc xuống nó lúc lên. Thì cái này khắc phục rất đơn giản như thế các bác nhé. Đấy, thế này là xong thôi. Và bây giờ các bác và anh em bẻ quặp tất cả các chân này xuống là xong rồi các bác này. Đấy, bẻ quặp tất cả các chân này xuống là xong. Đấy thì cái video này em sẽ làm cho bác và anh em là cách khắc phục cái chiết áp này các bác nhé. Thì cái video sau em sẽ hướng dẫn cho bác và anh em cách chỉnh vang D4. Đấy thì con vang này thì nó bị hai cái chiết áp đấy, bác đấy nhờ em khắc phục thì em sẽ ra khắc phục hộ thôi, còn ngày mai em sẽ chỉnh lại hoàn hảo em gửi lại chứ cũng chả mất đồng nào đâu, đây em làm giúp thôi, em làm giúp các bác và anh em thôi.
bác nhé. Đây là một bác Hồ Trung Thành ở thành phố Cà Mau đấy, gửi ra cho em nhờ em làm hộ, em giúp bác thôi chứ còn về tiền nong em không lấy đồng nào đâu. Đấy thì bác cũng nhờ em là chỉnh lại con vang D4 này, thì để ngày mai em sẽ làm một cái video hướng dẫn cách chỉnh dòng vang D6 cho các bác và anh em. Đấy, và bây giờ em sẽ cắm điện vào để xem, kiểm tra xem cái chiếc áp nó hoạt động ngon lành chưa. Đấy thì bây giờ em sẽ cho bác và anh xem là cái chiếc áp này nó đã hoạt động ngon lành chưa các bác nhá. Đấy, bây giờ đây là cái chiếc áp mic này. Đấy. Đấy, vặn số nào nó sẽ lên từ từ số đó. Đấy, rất nhẹ nhàng luôn. Đấy, nó không bị loạn nữa. Đấy, vặn rất chắc các bác nhá. Vặn rất chắc này. Đấy. Vặn phát nào nó lên một số luôn nữa, chứ không, nó không nhảy loạn như lúc đầu. Đây là phần music này. Đấy. Đấy, muốn sang số 1 nó về số 1 luôn, muốn sang số 2 thì nó về số 2. Đấy, nó nhảy từng số 1 các bác nhá. Quay chậm thì nó nhảy từng số 1. Nó không như lúc đầu, các bác và anh em chỉ cần nhích nhẹ tay cái là nó đã nhảy vài số rồi, hoặc là tụt một phát về không. Đấy là cái lỗi rất đơn giản, rất dễ để cho các bác và anh em khắc phục trên những cái dòng vang mà nó có con chip áp như này. Đặc biệt những cái dòng vang M hay là những cái dòng vang D4, D6 đấy, là nó sử dụng tất cả các chip áp này. Thì cái cách khắc phục thì nó rất đơn giản các bác nhé. Đấy, em chia sẻ cho các bác và anh em. Thì các bác và anh em xem kênh của Trần Hưng Audio thấy hữu ích thì các bác và anh em cho Trần Hưng xin một lượt like, và các bác và anh em nhớ ấn đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ngày một phát triển hơn. Rồi chân thành cảm ơn tất cả các bác và anh em đã theo dõi video. Xin chào tạm biệt các bác và anh em.